Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà Hà Nội đang được chào bán mới nhất tháng 11 năm 2022 thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà xây dựng độc lập nằm tại phố Bằng Liệt, quận Hoàng Mai. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 40m² với mặt tiền là 4,2m và được thiết kế 5 tầng anh chị nhé. Giá đang được chào bán chỉ có 4,2 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội nằm tại phố Bằng Liệt, quận Hoàng Mai mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 40m² với mặt tiền là 4,2m, được xây dựng 5 tầng với thiết kế mỗi tầng một phòng anh chị nhé, cực kỳ rộng. Căn nhà của chúng ta thì có hướng chính nam, cách đường ô tô của chúng ta chỉ khoảng 10m thôi, đường ô tô tránh nhau anh chị nhé. Ngõ trong này của chúng ta thì chỉ có vài nhà thôi. Căn nhà của chúng ta thì nằm trong khu dân cư của khu Linh Đàm anh chị nhé. Rồi hãy cùng em Phương loát lại mặt tiền một lần nữa, chúng ta sẽ đi tham quan chi tiết phía trong của căn nhà này. Với tầm diện tích mà 40m như thế này mà chúng ta thiết kế mỗi tầng một phòng thì đúng là siêu rộng rồi. Tầng 1 đương nhiên rồi sẽ là phòng khách, phòng bếp. Cực rộng luôn. Phòng khách, phòng bếp ở đây. Với mức giá đang được chào bán chỉ có 4,2 tỷ thôi. Rất là nhẹ nhàng. Mỗi tầng một phòng thì đương nhiên rồi, không phải bàn về độ rộng nữa. Quá rộng luôn. Những anh chị nào mà đang có nhu cầu ở căn nhà mỗi tầng một phòng cực rộng khu Linh Đàm, bán đảo Linh Đàm thì hãy qua tham quan căn nhà này nhé. Nói chung là mẫu thiết kế mỗi tầng một phòng thì nó khá là quen thuộc rồi. Bây giờ nó chỉ là về phần vị trí thôi. Thực ra một căn nhà 40m, nhà mặt đất 4,2 tỷ ở đây cũng chỉ ngang với một căn chung cư, ngang một căn chung cư ở Linh Đàm này thôi. Khu chung cư Linh Đàm này, mấy căn chung cư mới thì cũng những căn mà 8, 9, 90 mét giờ thì cũng hơn, cũng rơi vào hơn 3 tỷ rồi, gần 4 tỷ. Căn nhà đất cực kỳ rộng luôn, phòng ốc rộng không phải bàn. Ngoài những căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội em còn rất là nhiều các căn nhà riêng khác nữa. Quý chị muốn mua căn nhà như thế nào thì hãy gọi điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Và đặc biệt là những anh chị nào đang có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng, chuyển từ nhà cũ sang nhà mới hay muốn bán đất thì cũng hãy gọi cho em Phương. Em sẽ hỗ trợ anh chị kết nối một cách nhanh nhất. Cực thoáng luôn. Đây, khu Linh Đàm đây anh chị. Đấy, ra hồ cũng gần thôi. Đây, đường ô tô ngay cạnh nhà, có bãi gửi xe luôn. Mức giá hơn 4 tỷ, cực kỳ là phù hợp luôn. Hãy gọi điện thoại cho Phương ngay nhé để sở hữu cho mình những căn nhà riêng tuyệt vời. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Xin cảm ơn.